Đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Đây là Đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Nguyễn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang. Chương trình đang được phát sóng trên tần số 100 và 103,2 MHz. Chương trình phát thanh hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tiếp tục phản ánh chuyến thăm và làm việc tại Hà Giang của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác lao động thương binh và xã hội và hội nghị về công tác giáo dục quốc phòng năm 2014. Tai nạn tại thủy điện Thuận Hòa làm 4 công nhân thương vong. Công an Bắc Mê bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép pháo hoa và pháo nổ. Sau phần tin của phóng sự, tăng cường công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Chuyên mục công thương Hà Giang có bài công ty xăng dầu Hà Giang có hiệu quả sản xuất kinh doanh với thực hiện nghĩa vụ thuế nhà nước và công tác an sinh xã hội. Bản tin dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 1 sẽ kết thúc chương trình. Mời quý thính giả cùng đồng hành với chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 1 tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các ban ngành trung ương và 63 điểm cầu tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang, dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo sở, các trung tâm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Năm 2014, ngành lao động thương binh và xã hội thực hiện giải quyết việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, tăng 3,6% so với năm 2013. Hoạt động thông tin, dự báo thị trường lao động được triển khai đồng bộ trong cả nước, các trung tâm dịch vụ việc làm ngày càng phát huy hiệu quả hoạt động. Tuyển mới dạy nghề ước đạt trên 2 triệu người, đạt 113% kế hoạch. Mạng lưới dạy nghề tiếp tục được phát triển theo hướng xã hội hóa, cơ cấu ngành nghề đào tạo từng bước được điều chỉnh gắn với nhu cầu thị trường lao động, doanh nghiệp và từng bước hội nhập quốc tế. Cùng với trung ương, các địa phương đã chủ động bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,8% đến 2% so với năm 2013. Đối với công tác lao động thương binh và xã hội của tỉnh Hà Giang, trong năm đã tổ chức tốt việc chăm sóc, thăm và trao quà đối với gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, người có công, cứu trợ đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và hộ người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các đối tượng ổn định cuộc sống. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 15.800 lao động tư vấn việc làm cho 4.150 người, chủ động giải quyết trợ cấp cho gần 1.500 đối tượng, đưa số đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng lên gần 15.900 người, giải quyết tốt các chế độ chính sách về bảo hiểm thất nghiệp, đẩy mạnh công tác điều tra, rào soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương ngành lao động thương binh và xã hội trong năm qua đã vượt khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội đồng thời phó thủ tướng cũng giao nhiệm vụ trong thời gian tới bộ lao động thương binh và xã hội cần chủ động tìm giải pháp phát huy hiệu quả cao nhất trong cơ chế phối hợp với các ngành đổi mới căn bản công tác đào tạo nghề bằng những lộ trình cụ thể sao cho đảm bảo tiết kiệm và đạt hiệu quả bộ lao động thương binh và xã hội phải cùng ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cần quyết liệt hơn nữa vào hiệu quả của các trung tâm cai nghiện các trung tâm cai nghiện tại địa phương xây dựng các giải pháp theo hướng xã hội hóa đồng thời tập trung thực hiện công tác giảm nghèo, chính sách ưu đãi với người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương trong việc chăm lo Tết cho người dân, nhất là các hộ nghèo, các đối tượng chính sách, đảm bảo nhân dân đón xuân mới đầm ấm, vui tươi, an toàn và lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sau khi đi kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu ở cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, chiều ngày 21 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhằm nắm bắt tình hình về công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tại cửa khẩu quốc tế thanh thủy cùng đi có các đồng chí đại diện các cục vụ trực thuộc bộ tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh ta có đồng chí vương mỹ vàng phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng chí nguyễn đình khang phó bí thư tỉnh ủy đồng chí đàm văn bông phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí nguyễn văn sơn phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, kết quả phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2014, công tác bình ổn giá, cân đối cung cầu hàng hóa, phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Theo báo cáo, năm 2014, nền kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong tỉnh đạt trên 9.200 tỷ đồng, tăng 6,32% so với năm 2013. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16,2 triệu đồng một người một năm, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh vượt 2% dự toán. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 196 triệu đô la Mỹ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 5,87% so với năm 2013. Về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, căn cứ văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, triển khai công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2014, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý hơn 1.500 vụ vi phạm, nộp ngân sách nhà nước trên 32 tỷ đồng. Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới trên địa bàn tỉnh không có diễn biến phức tạp, không có điểm nóng về buôn lậu. Chưa phát hiện đường dây, ổ nhóm lớn về kinh doanh hàng nhập lậu, buôn bán hàng cấm. Chủ yếu nổi lên các hoạt động vận chuyển trái phép gỗ và gia cầm qua biên giới. Để tạo điều kiện cho tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Hà Giang kiến nghị với Bộ trưởng là tiếp tục đầu tư bố trí vốn cho dự án cấp điện nông thôn, phối hợp với các bộ ngành trung ương đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, chợ biên giới, chợ cửa khẩu, hạ tầng khu cửa khẩu Thanh Thủy, bổ sung chợ đầu mối hoa quả Vĩnh Tuy. Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép kinh doanh tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ, ưu tiên phân bổ kinh phí khuyến công quốc gia, xúc tiến thương mại, tư vấn tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp ở Hà Giang tiếp tục đầu tư chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã giải trình những ý kiến, kiến nghị của tỉnh trên các lĩnh vực, đồng thời nhấn mạnh Bộ Công Thương coi Hà Giang là vùng trọng điểm, ưu tiên để đầu tư đưa điện về miền núi biên giới. Cụ thể, Bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ tỉnh phục hồi lại các nhà máy thủy điện nhỏ bị hư hỏng, nghiên cứu, xem xét, đánh giá chương trình điện ác quy để triển khai nhân rộng. Đối với các kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh xây dựng văn bản trình với bộ để nghiên cứu, xem xét, giải quyết hoặc trình cấp trên trong thời gian tới. Đối với các dự án trên địa bàn, tỉnh cần lựa chọn những dự án đảm bảo tính khả thi để triển khai có hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nói: Chúng tôi đã và sẽ luôn luôn coi Hà Giang là một cái địa bàn trọng điểm trong cái việc phát triển điện, đưa điện đến những cái khu vực mà chưa có điện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và đặc biệt cụ thể đó là cái quyết định 2081 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ xung quanh các cái hoạt động về xúc tiến xúc tiến đầu tư xúc tiến thương mại thì với tinh thần thì chúng tôi đồng ý đó và hoàn toàn là ủng hộ tỉnh như các đồng chí ở trong đoàn đã phát biểu cái gì làm được thì chúng tôi sẽ hỗ trợ tỉnh tối đa trong cái khả năng của bộ nhưng mà vấn đề ở chỗ là cũng phải lựa chọn những cái dự án nó đảm bảo tính khả thi, những cái chương trình đảm bảo tính khả thi và khi đã lựa chọn rồi thì chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tránh cái tình trạng mình phân bổ trong cái bối cảnh để, để kinh phí nó cũng, cũng không phải là nó dư giả lắm. Mình cố gắng mình làm sao mình thực thi triển khai cho nó tốt. Cái uh, xúc tiến đầu tư và công tác an sinh xã hội thì tinh thần thì chúng tôi cũng sẽ uh, tiếp tục vận động các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh Hà Giang. Còn dự án cụ thể thì đối với hỗ trợ hai huyện quản bạ và hoàng su phi theo cái đề án mà tổng công ty habeco đã được giao nhiệm vụ thì cũng đề nghị là tổng công ty tích cực triển khai hơn nữa để làm sao sớm kết thúc cái việc này và bao gồm cả cái việc truyền nghề rồi thì hướng dẫn kỹ thuật rồi thì thậm chí là sau này có thể tham gia cái phần tiêu thụ sản phẩm nữa. Nên trước mắt đề nghị công chí khẩn trương để hoàn tất và cũng đề nghị với tỉnh công chí chỉ đạo hai huyện thực hiện nghiêm túc và cũng thực hiện có đúng mục tiêu cái chương trình hỗ trợ này mỗi một chương trình cũng là 3 tỷ 3 tỷ đồng cũng rất là mong các chị giúp cho còn riêng nhân dịp này bộ trưởng bộ công thương đã tặng 100 xuất quà cho hộ nghèo tập đoàn dầu khí việt nam đã hỗ trợ tỉnh 5 tỷ đồng giúp tỉnh làm công tác an sinh xã hội ngày 21 tháng 1 hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh bộ tư lệnh quân khu 2 đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014 triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Trung tướng Dương Đức Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có các thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh. Năm 2014, thực hiện đường lối quốc phòng an ninh của Đảng, chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, quân khu đã tổ chức 715 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 44.500 người, đặc biệt là quân khu đã tổ chức 9 lớp bồi dưỡng cho 494 đồng chí cán bộ đối tượng 2 đạt kết quả tốt toàn quân khu đã tổ chức giáo dục quốc phòng cho các học sinh sinh viên thuộc 344 trường trung học phổ thông chuyên nghiệp các tỉnh trên địa bàn quân khu đã xây dựng được 793 chuyên mục quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân phát trên truyền hình 884 chuyên mục trên đài phát thanh 497 chuyên mục trên báo địa phương Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014 đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương triển khai quán triệt, chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị quân ủy trung ương. Đại diện Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Hà Giang đã báo cáo công tác giáo dục quốc phòng an ninh của tỉnh, trong đó nổi bật hơn cả là việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về công tác quốc phòng cho cán bộ chiến sĩ và toàn thể nhân dân. Nhờ đó, tình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững đa số nhân dân tin vào sự lãnh đạo của đảng sự điều hành của nhà nước từ những kết quả đạt được trong năm 2015, tỉnh Hà Giang sẽ tập trung vào kiện toàn thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng, nâng cao chất lượng môn giáo dục quốc phòng trong các nhà trường, tăng cường công tác kiểm tra thanh tra tại các cấp, gần về đó là kịp thời biểu dương các gương điển hình tiên tiến. Tại hội nghị, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 2 đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm của hội đồng trong năm 2015, trong đó hội đồng sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường tuyên truyền giáo dục quốc phòng an ninh một cách toàn diện đồng bộ quán triệt sâu sắc các quan điểm về quốc phòng an ninh của đảng ở tất cả các cấp các ngành đảm bảo sát với tình hình thực tế phối hợp chặt chẽ giữa quân khu với các địa phương trong việc triển khai thực hiện luật giáo dục quốc phòng và an ninh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý ở các cơ quan đơn vị quan tâm đầu tư ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng và an ninh gắn với đó là chú trọng xây dựng cơ sở vật chất tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 22 tháng 1, công đoàn viên chức tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2012-2017 nhằm tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Năm 2014, các cấp công đoàn đã bám sát vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết của công đoàn cấp trên. Qua đó đã cụ thể hóa và thực tiễn các phong trào của cán bộ công chức viên chức, lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Kết quả trong năm, công đoàn viên chức tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng các cơ quan chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc, tạo không khí phấn khởi trong công tác, lao động và học tập cho cán bộ công chức viên chức. Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện được các cấp công đoàn phối hợp với các cơ quan tổ chức đạt kết quả cao như vận động đóng góp quỹ vì người nghèo, ủng hộ chương trình Hoàng Sa Trường Sa với số tiền trên 3,7 tỷ đồng, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh tiếp tục được công đoàn viên trước tỉnh quan tâm chú trọng. Trong năm đã kết nạp mới được 45 đoàn viên công đoàn, củng cố kiện toàn, bổ sung nhân sự đối với 11 ban chấp hành công đoàn. Qua đó đã có 34 công đoàn cơ sở được công nhận vững mạnh năm 2014, 8 công đoàn đạt khá và không có công đoàn trung bình yếu kém. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2015, Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức viên chức lao động, đẩy mạnh hoạt động xã hội, công đoàn, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Sau đây là tin về vụ tai nạn tại nhà máy thủy điện Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên. Vào khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 1, trên công trình thủy điện Thuận Hòa, thuộc xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đã xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Đây là công trình do công ty cổ phần thủy điện Thuận Hòa làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi công, có 4 lao động xuống đo đạc khối lượng tại hầm dẫn dòng phục vụ thi công đập đầu mối đã bị nước cuốn trôi. Hậu quả là một người bị thương, một người chết và hai người mất tích. Sau một thời gian khẩn trương tìm kiếm, thi thể hai nạn nhân bị mất tích đã được các ngành chức năng phát hiện cách khu vực thi công công trình khoảng trên 2 km và trục vớt ngay trong ngày 21 tháng 1. Tin về an ninh trật tự Công an huyện Bắc Mê bắt quả tang đối tượng thực hiện hành vi vận chuyển pháo hoa pháo nổ. Theo tin của phóng viên Đài truyền thanh truyền hình huyện Bắc Mê, vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1 năm 2015, tại km 18 quốc lộ 34, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tổ tuần tra kiểm soát công an huyện Bắc Mê kiểm tra phát hiện hai đối tượng đi xe máy là Đỗ Minh Tân, sinh năm 1971, trú tại xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, đi xe mô tô hai bánh mang biển kiểm soát 11 M1 0872 và Dương Mai Quyết, sinh năm 1979, trú tại xã Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, đi xe mô tô hai bánh mang biển kiểm soát 11M101492 có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép 55 kg pháo hoa, pháo nổ các loại. Qua kiểm tra khai thác bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng Đỗ Minh Tân và Dương Mai Quyết khai nhận số pháo trên được mua trực tiếp tại Trung Quốc và vận chuyển trái phép qua biên giới mang về Việt Nam bán để kiếm lời. Tăng vật thu giữ gồm 5 thùng giấy cắt tông, bên trong có chứa hai loại pháo, một loại pháo hoa dạng hình hộp chữ nhật, bên ngoài bọc giấy in chữ nước ngoài, khối lượng 26 kg, một loại pháo nổ dạng bánh hình tròn, bên ngoài bọc giấy ni lông khối lượng 29 kg, tổng khối lượng thu giữ hai loại pháo là 55 kg. Hiện nay công an huyện Bắc Mê đang lập hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ. Đồng bào và các bạn đang nghe chương trình thời sự tiếng Việt của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Đồng bào và các bạn đang nghe chương trình thời sự tiếng Việt của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong đầu tháng 1 vừa qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ xuống thấp về ban đêm và sáng sớm. Để chủ động đối phó với không khí lạnh tăng cường, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo các huyện thành phố triển khai kế hoạch, phương án phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Đồng thời tổ chức các đoàn đi kiểm tra tại các huyện thành phố nhằm nắm bắt tình hình, từ đó đưa ra các phương án phòng chống rét cho đàn gia súc trên địa bàn. Qua đi kiểm tra thực tế, các đoàn đã nhận định ý thức bảo vệ đàn gia súc của người dân đã được nâng lên. hầu hết các chuồng trại đều được che chắn cẩn thận. người dân chủ động dự trữ thêm các loại thức ăn cho đàn gia súc. Ghi nhận của hai phóng viên Thanh Hoài và Nguyễn Tâm. Ngay từ khi bước vào mùa đông, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản chỉ đạo tới các huyện thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống đói và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền triển khai đến các hộ chăn nuôi về biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc. Do đó, ý thức của người dân trong việc phòng chống đói rét cho gia súc đã được nâng lên. Hầu hết các chuồng trại đều được che chắn cẩn thận, đảm bảo kín gió, giữ ấm cho gia súc. Bên cạnh đó, các hộ chăn nuôi đã chủ động dự trữ đầy đủ các loại thức ăn cho đàn gia súc, đảm bảo trong vụ đông. Anh Đặng Văn Chiến, thôn Nà Viền, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê cho biết thêm. Châu bò thì mình cũng lấy cái bạt để che và để che cho cho nó để nó ấm thì không thả thì đến ví dụ trời nắng thì mình mới thả một tí cái thứ hai thì mình thì cũng chủ động và nấu cám với lại uh, lấy dơm với lại cỏ voi thì mình để tại trường châu thì để cho nó ăn Thế cảm thấy cả mà nhìn nó rét quá thì mình lại lấy lửa để đun cho nó ấm một tí. Hiện nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn toàn tỉnh là trên 946.000 con, trong đó đàn trâu là gần 16.000 con, đàn bò là trên 99.000 con, đàn lợn là trên 545.000 con, đàn dê là hơn 138.600 con, ngựa là trên 2.800 con. Để đảm bảo cho công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc trên địa bàn toàn tỉnh, Ngành nông nghiệp đã tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ gia đình có gia súc biết cách dự trữ nguồn thức ăn cho đàn gia súc và ký cam kết thực hiện các biện pháp dự trữ thức ăn cho đàn gia súc. Ngoài các biện pháp dự trữ thức ăn thô xanh, các hộ gia đình có gia súc còn được hướng dẫn cách dự trữ thức ăn tinh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong mùa đông cho đàn gia súc. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng đã thành lập ba đoàn kiểm tra đối với công tác phòng chống rét qua đi kiểm tra thực tế tại các huyện thành phố, đoàn đã đánh giá cao về công tác chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc của các địa phương nói chung và của từng hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh nói riêng. Ông Đỗ Tấn Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết. Trong đợt cao điểm những ngày tháng 12 cũng như là đầu tháng 1 năm 2015 thì ngành đã thành lập 3 đoàn công tác đi 11 huyện thị thì trên cơ sở đó cùng các huyện các phòng đã đi tận các hộ để kiểm tra à, chính vì vậy thì đến giờ phút này thì tổng đàn gia súc của toàn tỉnh vẫn được bảo vệ an toàn à, đặc biệt nữa thì trong cái tháng cao điểm của tỉnh chỉ đạo cho các địa phương là tháng phòng chống đói rét cũng như là cái công tác vệ sinh khử trùng trùng trại chính vì vậy thì ngoài cái việc bảo vệ công tác phòng chống đói rét thì ngành cũng tham mưu để các địa phương chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền địa phương, cùng với sự chủ động, ý thức bảo vệ đàn gia súc của mỗi hộ chăn nuôi, từ đầu mùa rét đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh chưa xảy ra tình trạng châu bò chết do đói rét gây ra. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, cuối tháng 1 này, không khí lạnh mạnh sẽ tiếp tục tràn xuống nước ta, kèm theo những đợt rét đậm, rét hại sẽ kéo dài. Vì thế, để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về gia súc do đói rét trong những đợt rét sắp tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo các huyện thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền tới các hộ chăn nuôi về công tác phòng chống đói rét cho gia súc, dự trữ đầy đủ lượng thức ăn khô và thức ăn tinh. Bên cạnh đó, các hộ cần che chắn chuồng trại, tránh gió lùa, tranh thủ những ngày nắng ấm, vệ sinh chuồng trại cho đàn gia súc, tránh ẩm thấp gây ra những bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe của đàn vật nuôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Hà Giang, chuyên mục Phổ biến văn bản mới. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung sẽ có hiệu lực với những thay đổi đáng chú ý. Một trong những điểm mới của Luật Bảo hiểm y tế là bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh vượt tuyến sẽ không được bảo hiểm y tế chi trả 30%, trong khi bệnh nhân thanh toán nội trú sẽ tăng thêm 10% so với quy định trước kia. Với quy định mới, khi khám điều trị vượt tuyến trung ương, người bệnh chỉ được thanh toán 40% tuyến tỉnh là 60% khi nằm viện nội trú, còn người đi khám kê đơn điều trị ngoại trú sẽ không được thanh toán. Bên cạnh đó, người dân mua bảo hiểm y tế theo gia đình sẽ được giảm trừ mức đóng. Cụ thể, người thứ nhất đóng mức 4,5% lương cơ sở, khoảng 600 đồng một năm, người thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt sẽ bằng 70, 60, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng người thứ nhất. Quy định trên sẽ khắc phục được tình trạng cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế, bảo đảm sự chia sẻ ngay trong gia đình. Đặc biệt, việc sửa đổi, bổ sung bảo hiểm y tế lần này quan tâm nhiều đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế nhằm giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối với một số đối tượng chính sách. Theo đó, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế khó khăn đi khám bệnh đúng tuyến sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% Đối tượng người cận nghèo sẽ chỉ phải chi trả 5% chi phí khám chữa bệnh. Cũng theo luật mới, Bộ Y tế sẽ mở thông tuyến khám chữa bệnh cho người dân khi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã, phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện sẽ được quyền khám chữa tại tất cả các đơn vị tương đương tuyến cùng địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Hà Giang có hơn 60 vạn đồng bào dân tộc thiểu số, việc sửa đổi, bổ sung luật bảo hiểm y tế năm 2015 đã mở ra cơ hội mới giúp nhân dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế tại địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự tổng hợp tiếng Việt của đài phát thanh truyền Hà Giang. Chuyên mục Công Thương Thưa quý thính giả và các bạn, trong thời gian qua, mặc dù đã có những dấu hiệu phục hồi, nhưng nhìn chung, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục chịu những tác động tiêu cực do tình trạng khó khăn chung của nền kinh tế đất nước. Do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong đó có công ty xăng dầu Hà Giang với đặc thù mặt hàng kinh doanh của mình lại càng bị tác động nhiều hơn. Khó khăn là vậy. Song đơn vị đã nỗ lực để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo đà cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước cũng như các chương trình hành động nhằm làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Bài viết của phóng viên chuyên đề mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe. Công ty cổ phần xăng dầu Hà Giang là đơn vị thành viên của tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex với tổng số 25 cửa hàng bán lẻ tại 11 huyện thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Với đặc thù của đơn vị là kinh doanh các mặt hàng thường hay chịu sự thay đổi, nhất là những năm gần đây do tác động từ tình trạng suy thoái của nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng từ việc thiện nghị quyết 11 của chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Trước tình hình đó, công ty xăng dầu Hà Giang đã không ngừng tìm tòi, lựa chọn hướng đi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Với chủ trương và hướng đi đúng đắn của lãnh đạo công ty trong việc xây dựng thương hiệu với chất lượng đảm bảo đi đôi với nhiều dịch vụ chăm sóc khách hàng tại nhà, nên công ty đã chiếm được niềm tin của đông đảo khách hàng. Đánh giá về chất lượng và công tác chăm sóc khách hàng của công ty, ông Chu Quang Thành, một khách hàng chia sẻ. Tôi là khách hàng, tôi thì thường xuyên đến đây, tức là mua xăng ở cái cửa hàng này, năm nay là 3 năm rồi, liên tục không lúc nào là lúc tôi không mua đây tinh thần phục vụ của khách hàng thì rất tốt phải nói là như thế liềm nở như thế là điềm tĩnh liềm nở và trả lời khách hàng rất là liềm nở đúng đắn chất lượng xăng thì rất tốt từ khi mà tôi sử dụng cái xe năm nay nó ba năm tôi không lúc nào có mặt mua đây hết là có mặt mua đây tôi rất yên tâm với cái chuyện tức là khi mua xăng ở cửa hàng đấy là, là cửa hàng phục vụ rất tốt và xăng chất lượng rất tốt là một trong số ít những doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã và đang sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Công ty xăng dầu Hà Giang được đánh giá là đơn vị có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương với doanh thu hàng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng. Theo ban lãnh đạo công ty xăng dầu Hà Giang, trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế, khi mà nhiều đơn vị doanh nghiệp đang phải hoạt động cầm chừng, thậm chí ngừng hoạt động, thì để đứng vững được, trước hết công ty cần khẳng định năng lực hoạt động và thương hiệu của mình. Còn doanh nghiệp nào hoạt động kém thì sẽ bị đào thải và đó là quy luật tất yếu của cơ chế thị trường. Ông Hà Quốc Thịnh, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Cầu Mè nói: Để đảm bảo cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị thì là cửa hàng thực hiện theo đúng các văn bản nội quy quy định của công ty đề ra. Anh em cửa hàng cán bộ thì trong công tác phục vụ khách hàng thì thực hiện văn minh thương mại và phục vụ khách hàng chú đáo nhiệt tình để thu hút khách hàng và đảm bảo cái sản xuất lao động. Cái để đảm bảo cái giờ giấc phục vụ khách hàng thì có cái giờ giấc của anh em thì làm phục vụ theo đúng cái quy định công ty phục vụ đảm bảo cái giờ giấc còn tác phong thì nhanh nhẹn trong cái công tác phục vụ. mình sẽ quán triệt anh em phân công anh em. như nào? thì quán triệt anh em thì phân công anh em theo trên cái lịch trực kế hoạch lịch trực ca hàng tuần trên bảng phân lịch trực ca chính và phụ để đảm bảo cái giờ giấc và cái công tác phục vụ các anh vậy ngoài um, thực hiện kinh doanh các mặt hàng xăng dầu thì uh, hiện tại thì đơn vị đã triển khai kinh doanh ngoài các mặt hàng này như thế? thì ngoài cái chỉ tiêu chính là mặt hàng xăng dầu thì bên cạnh mặt hàng xăng dầu thì còn rất nhiều các mặt hàng phụ của đoàn như của công ty kinh doanh đến cửa hàng thì mặt hàng ga bê qua phụ kiện dầu ẩn sơn nước giặt đà la và bảo hiểm chuyển tiền nhanh thì mọi cái mặt hàng đấy thì cửa hàng cũng đảm bảo thành đúng theo cái chỉ tiêu của hàng công ty cả. nhờ sự nỗ lực cùng những bước đi phù hợp của ban lãnh đạo công ty đã không những giúp cho đơn vị duy trì được sự tăng trưởng ổn định mà qua đó đã đảm bảo chế độ thu nhập ổn định cho người lao động. thu nhập bình quân của người lao động mỗi tháng hiện nay tại công ty trung bình là từ 7 triệu đồng một người một tháng. trong điều kiện khó khăn chung của các doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo mức thu nhập này cho người lao động là sự nỗ lực lớn của công ty. bên cạnh mức lương ổn định thì các chế độ khác theo quy định được công ty thực hiện đầy đủ và kịp thời cho người lao động. Điều này kích lệ động viên đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động yên tâm, dành tâm huyết và sức lực cống hiến cho hoạt động kinh doanh của công ty thêm hiệu quả. Anh Nguyễn Văn Hạnh, công nhân bán hàng công ty xăng dầu Hà Giang bày tỏ. Chúng tôi được hưởng cái chế độ lương cái khoán tại cửa hàng công ty giao cho về chế độ bảo hiểm hay lao động thì công ty cũng được chi trả đầy đủ chế độ trong trang phục bảo hộ lao động thì chúng tôi cũng được trang phục giày dép quần áo đầy đủ và khi gia đình có hoàn cảnh gì nó đột xuất như ốm đau đám hỏi gì đó thì công ty cũng quan tâm và chăm sóc à, quan tâm và thăm hỏi là động viên là kịp thời và được sự quan tâm đấy thì chúng tôi cũng yên tâm công tác với tinh thần tương thân tương ái của mình, công ty đã vận động cán bộ, công nhân viên tình nguyện tham gia các phong trào từ thiện về cộng đồng xã hội với số tiền quyên góp ủng hộ hàng trăm triệu đồng. Trong năm 2013, đơn vị đã đóng góp cho công tác an sinh xã hội là hơn 400 triệu đồng. Và từ đầu năm 2014 đến nay, công ty xăng dầu Hà Giang đã thực hiện công tác an sinh xã hội trên 360 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty xăng dầu Hà Giang còn là cầu nối cho nhiều đơn vị trong ngành có những món quà thiết thực như gạo, chăn màn, quần áo, bàn ghế, đồ dùng học tập, ủng hộ cho đồng bào nghèo và các em học sinh vùng cao với giá trị hàng trăm triệu đồng. Đồng thời đã làm tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước với số tiền mỗi năm hàng chục tỷ đồng. Riêng năm 2014, công ty ước đóng góp vào ngân sách nhà nước là hơn 46 tỷ đồng. Bà Trần Thị Thu Hương, giám đốc công ty xăng dầu Hà Giang chia sẻ về vấn đề thực hiện chấp hành cái nghĩa vụ nộp thuế thì đây là công ty rất là quan tâm vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của mình cho nên là những cái việc ngay từ việc kê khai thuế là công ty thực hiện kê khai qua mạng và nộp đúng nộp đủ nộp uh, kịp thời và luôn là là đơn vị là hoàn thành tốt trong cái việc kê khai nộp thuế và đối với công tác uh, an sinh xã hội thì do đặc thù công ty thì kinh doanh là nó làm nhiệm vụ chính trị không có hiệu quả nhưng mà công ty cũng rất là quan tâm và chia sẻ vấn đề này thì cái này thì công ty luôn tuyên truyền giáo dục cho người lao động và cái thực hiện cái đóng góp à, trích một phần thu nhập của mình. À, điển hình như năm 2014, 13 là công ty đã trích tới 9 ngày lương à, của cán bộ công nhân viên để đỡ đầu cái xã của công ty được phân công ngoài ra thì ủng hộ các cái quỹ xã hội từ thiện khác và đặc biệt là khi mà có những cái đợt uh, mưa lũ xảy ra mà thiệt hại đến người dân thì công ty đều có cái vận động quyên góp người lao động tham gia đóng góp. Như năm 2014 là công ty đã đóng góp là trên 400 triệu đồng. Với chiến lược hoạt động kinh doanh đã được vạch ra trong giai đoạn tiếp theo cùng tinh thần đoàn kết nỗ lực của tập thể, công ty xăng dầu Hà Giang sẽ tiếp tục có thêm bước phát triển mới để đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bản tin dự báo thời tiết Bản tin dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 1 Khu vực công viên địa chất toàn cầu công nguyên đá Đồng Văn Mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại Nhiệt độ thấp nhất đến 8 độ, nhiệt độ cao nhất 16 đến 18 độ, độ ẩm trung bình 81%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía tây mới thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ thấp nhất 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất 21 đến 23 độ, độ ẩm trung bình 81%. Khu vực vùng núi thấp mới thay đổi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ thấp nhất 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ độ ẩm trung bình 82%. Riêng Bắc Mê 10 đến 12 độ. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự phát thanh tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hoàng Anh biên soạn với giọng đọc của các phát thanh viên Thu Hiền, Nguyễn Hùng và Như Quỳnh. Nguyễn Hùng thay mặt những người làm chương trình cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Thân ái chào tạm biệt.